Tưởng đâu khui Black Box để chữa lành mà đâu ngờ là lành ít dữ nhiều. Bí mật căn biệt thự bão tuyết Emma cùng nhỏ khám phá biệt thự Frostfell để tìm xem ai là kẻ đã làm đăng xuất chủ nhân của căn biệt thự xa hoa bậc nhất này. Sự xa hoa của nơi đây cũng thu hút những vị khách không mời mà đến. Tên trộm đã nghe được rằng trong biệt thự có kho báu, nên hắn đã lẻn vào giữa đêm tiệc với một chiếc mặt nạ. Có lẽ là chủ nhân đã phát hiện ra khuôn mặt thật của tên trộm sau lớp mặt nạ nên hắn đã ra tay chăng? Thám tử Tư lúc này cũng được mời đến để điều tra vụ án, liệu sự thật có được làm sáng tỏ khi các nhân vật đang dần dần được lộ diện hay không? Lời mời dự tiệc bí ẩn cũng được gửi đến cho một vị bác sĩ với giao diện hơi kỳ quái, với rất nhiều vết khâu chằng chịt trên người, có thể là một bác sĩ khám nghiệm tử thi nhưng cũng có thể là đồng phạm tiếp tay cho thủ phạm thật sự che đậy chứng cứ. Người làm vườn, một người làm kỳ cựu nơi đây, thường được nhìn thấy đang đào bới phía sau vườn và lẩm nhẩm về những điều kỳ lạ được chôn giấu dưới gốc cây. Liệu đó chỉ là một công việc thường ngày hay là ẩn chứa những bí mật nào đó? Tạm gác lại nghi ngờ về người làm vườn, mục sư được mời đến đây để cầu nguyện cho một người không biết sự ma quái đã diễn ra như thế nào mà mục sư đã được mời đến đây để xoa dịu, an ủi hay là điều gì đó đang cần được kết nối. Âm thanh kỳ lạ của buổi tiệc cũng thu hút sự hiếu kỳ của người qua đường. Một lữ khách, một người không có trong thiệp mời, không nằm trong kế hoạch của buổi tiệc, nên giao diện khá là trong sáng, ngây thơ, nhưng có vô tội hay không thì chưa biết. Người thừa kế, trang phục được thiết kế rất là tinh xảo, đây là chủ nhân mới của căn nhà, người này rất ít khi lộ mặt, ánh mắt của cô ta sắc lặng vô cùng. Kẻ tiếp theo có danh tính không rõ ràng, nhưng hắn chính là quản gia lâu năm của căn biệt thự, là cánh tay đắc lực của chủ nhân, là người nắm rõ mọi ngóc ngách của căn biệt thự, khuôn mặt luôn che lại một lửa để giấu đi vết sẹo lớn. Tưởng đâu khui Black Box để chữa lành mà đâu ngờ là lành ít dữ nhiều. Các thám tử của chúng ta, đoán xem ai là...